Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục luyện tập SolidWorks cùng Space, nơi mà mình và các bạn sẽ ứng dụng phần mềm SolidWorks, chúng ta đi xây dựng những mô hình 3D từ những bản vẽ 2D có sẵn. Và mình là Lộc, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Và đây là bài toán hôm nay của chúng ta. Hình chiếu isometric ở phía dưới, chúng ta có một hình chiếu trục đo. Rồi phía trên này, chúng ta có hình chiếu đứng. Phía bên phải của hình chiếu đứng thì chúng ta có một hình section view, section AA cắt ra từ hình chiếu đứng và một detail B. Một detail B. Lấy từ hình 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 cắt này. Rồi. Thì đối với bài này mình sẽ đưa ra cho các bạn một phương pháp giải của mình. Thì ngoài phương pháp này chúng ta còn nhiều phương pháp khác. Tùy vào các bước các bạn thực hiện mô hình, tùy vào cách mà chúng ta sử dụng lệnh nào. Tuy nhiên á, kết quả thì chỉ có một là ra khối lượng ở đây, đúng không ạ? Rồi, thì cùng xem cách giải của mình nha. Thì khối đầu tiên, khối cơ sở của mình thì mình tạo ra bằng lệnh revolve. Sau đó thì cắt rồi tạo lỗ. Thì vì lỗ này ấy, nó là bốn lỗ cách đều nhau 90 độ nên mình chỉ vẽ một lỗ. Sau đó thì sử dụng lệnh circular pattern, chúng ta tạo các lỗ còn lại bằng cách nhân bản. Rồi sau cùng tạo một lỗ đây. Rồi thực hiện bài này nhé, các bạn tạo một new part mới. Ok, lưu ý đầu tiên để chúng ta tạo để cái sản phẩm của chúng ta sau khi xây dựng đúng góc nhìn isometric nha, thì các bạn phải đặt câu hỏi là chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, bắt đầu vẽ từ đâu. Thì đối với lệnh revolve, mình sử dụng lệnh revolve để mình xây dựng khối cơ sở, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ đi tìm tới mặt phẳng nào nó đang chứa đó là cái phần mặt cắt và cái phần trục xoay của chúng ta. Thì rõ ràng chúng ta ở đây sẽ xây dựng nó trên mặt phẳng phẳng right, đúng không ạ? Mặt phẳng right. Đầu tiên để sử dụng lệnh revolve được á thì mình phải có một cái trục trục xoay trước, đúng chưa? Và lưu ý đối với lệnh revolve, trục xoay luôn luôn là thẳng. Rồi tiếp theo mình vẽ ra một cái biên dạng, mục đích là sẽ xoay cái biên dạng này quanh trục để tạo ra một cái khối hình tròn, hình trục tròn. Rồi sau đó từ đây chúng ta sẽ ghi kích thước cho nó. Thì kích thước của chúng ta ở đây lần lượt các bậc này 40, 38 và 30. 30 thì 40 này tương ứng chúng ta có 300 ở đây. Đường kính lớn nhất là 300, đúng không ạ? 300. Rồi. Và tổng bề rộng ở đây là 40. Đó, thì cái lợi ích của việc vẽ centerline này thì chúng ta có thể lấy được kích thước đường kính luôn nha, không phải cộng trừ kích thước nữa, chúng ta lấy cái đường kính luôn phi 300 này. Rồi tiếp tục, cái bậc thứ hai ở đây là đường kính 195 195. Và bề rộng là 38. Rồi, tiếp theo. Chúng ta có bề rộng 30 và đường kính của nó là từ đây giống sang là phi 80. Ok, mình sẽ đi vào nó là 80. Và chúng ta có 300 ở đây.
Sorry, 30 nhé. Rồi, chúng ta thoát basket và vào lệnh revolve. Revolve bot. Chọn OK. Rồi, nhấn cần chuẩn 7 và kiểm tra với hình chiếu isometric của đề. Nếu bạn chính xác thì chúng ta sẽ tiếp tục các lệnh tiếp theo. Nếu chưa thì các bạn kiểm tra lại. Thứ nhất, đó là mặt phẳng mình vẽ là đúng chưa? Nếu mà phẳng đúng rồi thì kiểm tra thử xem sketch của các bạn xây dựng nó đã đúng chưa nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi cắt thành phần lỗ phi 70 ở đây. Phi 70 ở đây. Thì chúng ta sẽ tạo một sketch ở mặt phía trước đúng không ạ? Chọn new sketch. Vẽ ra một đường tròn và đường kính là 70. 10. Rồi, vào lại cái chút cắt. Thì mình sẽ lựa chọn option cắt ở đây là cắt through on. Nhấn OK. Rồi, tiếp theo thành phần cắt thứ hai. Chúng ta có một bậc. Bậc ở đây phi 87 và bậc này cắt sâu vào 5 mm. Thì chúng ta sẽ tạo sketch ở mặt phía sau. Chọn new sketch. Chúng ta cùng tạo ra một cái đường tròn đúng không ạ? Đường kính là phi 87. Rồi, thoát sketch, chúng ta vào lệnh cái chút cắt. Rồi, ở đây mình sẽ cắt với option blind và chọn bề dày. Chọn cái D1 này là 5 mm. Chọn OK. Rồi, kiểm tra nhé. OK. Tiếp theo là chúng ta đi cắt thành phần lỗ. Chúng ta có 4 lỗ nằm trên đường kính phi 254. Và lỗ này có kích thước là phi 23,5 cắt through on. Thì đây mình sẽ cắt một lỗ thôi. Và mình sử dụng lệnh circular button. Mình nhân bản nó ra thành 4. Rồi, mình chọn sketch ở mặt bậc này. Chọn là new sketch. Rồi mình sẽ vẽ ra cái đường tròn tham chiếu là phi 295 đúng không ạ? 295, sorry. 254. OK. Thì để tham chiếu thì chúng ta sẽ chuyển nó về thành đường centerline nhé. Đường nét đứt. OK, bây giờ mình sẽ vẽ ra một đường centerline thẳng đứng này. Mình cho nó thẳng đứng này. Tiếp theo mình vẽ thêm một đường centerline nữa, nó gắn vào đây và cho kích thước này là 45 độ. 45 độ nha. Rồi, từ đó thì mình sẽ tạo ra một cái đường tròn phi 23,5. Và mình vào lại ít chút cắt nha, cắt thử luôn. Rồi, thì ở vị trí cắt lỗ này á, các bạn cũng có thể sử dụng option sử dụng cái lệnh hoisin để chúng ta cắt ha. Thì sử dụng lệnh hoisin chúng ta cũng làm tương tự thôi nha. Các bạn chọn mặt phẳng trước và lệnh hoisin, chúng ta sẽ chọn option thứ ba ở trong lệnh hold time. Phần standard chúng ta chọn iso, phần drill size, phần time chúng ta chọn drill size lỗ khoan, và chọn lỗ khoan của chúng ta là 23,5 mm. Và điều kiện kết thúc của lỗ này là khoan thủng, khoan through on. Sau đó thì vào thẻ position chúng ta chọn vị trí trên này. Thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự như lúc nãy, chúng ta cùng vẽ ra một đường tròn để tham chiếu đúng không ạ? Tham chiếu. Sau đó thì vẽ ra hai đường centerline và ràng buộc lấy kích thước cho nó fully defined. Tương tự, và chúng ta sử dụng lệnh point, chúng ta chọn tạo một điểm ở trên này. Hai cách thì kết quả giống nhau. Rồi, ở đây thì mình sẽ thoát lệnh hold đi. Rồi tiếp theo,
À, chúng ta có 4 lỗ nữa nằm trên đường kính là phi 150. Thì 4 lỗ này là 4 lỗ bậc. 4 lỗ bậc. Phần đường kính bậc phía trên á là phi 35 và sâu 24. Còn đường kính lỗ khoan thủng là phi 23 nha. Lưu ý ở đây, bề mặt mà chúng ta sử dụng cho lệnh hâu á chính là bề mặt phía sau nhé. Đây, bề mặt phía sau. Rồi, mình xoay mô hình. Chọn bề mặt phía sau, tạo vào lệnh hâu nha. Vào lệnh hâu. Rồi, thì chúng ta tạo lỗ bậc với option thứ nhất ở phần hâu thai. Hâu thai. Rồi. Ở phần standard mình cũng chọn là ISO. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn option kiểu ốc là hex socket hip nhé, bu lông lục giác đầu chìm. À, có thể việt xúc là như vậy. Thì ở đây chúng ta có đường kính lỗ là phi 23,5, thì size mình chọn ở đây là có thể là M20 chẳng hạn. M20. Rồi, chọn và option sâu cut tầm size để điều chỉnh size theo theo mong muốn. Ở đây là 23,5. Sorry, 23. 23. Đường kính của bậc là 30. 35 và sâu 24. 35, sâu 24. Ok. Ở đây cũng cắt là thật ruon. Yes, chọn position. Chúng ta cũng vào lệnh circle trước nhé. Các bạn tạo cho mình một đường tròn. Thì quan tâm của 4 lỗ đấy. Với đường kính là phi 150 đúng không? Phi 150. Ok. Chuyển nó thành đường centerline nhé. Rồi mình sẽ sử dụng phím Ctrl 1. Ctrl 1 để đưa nó về hướng nhìn run. Một run. À, tương đương với hướng nhìn này này. Để nhìn hình chiếu đứng này. Rồi chúng ta sẽ định vị trí cho nó. Thì chúng ta có phi 20, à sorry. Góc này là 22 độ. Thì mình sẽ vẽ ra một, sử dụng lệnh centerline này, chúng ta vẽ ra tham chiếu như sau. Một centerline thẳng đứng và một centerline nằm nghiêng hợp với cạnh vừa rồi, một góc 22 độ. Ok. Sau đó mình sử dụng lệnh point, chúng ta chấm vào cái vị trí vừa rồi. À, click OK. À, xem lại kết quả nhé. Xem lại kết quả này. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh circular button. À, circular button. Đối tượng để sử dụng lệnh nhân bản ấy, chính là lệnh cắt x3 đúng không ạ? Và lệnh cắt lỗ, cắt lỗ. Ok. Rồi. Direction thì nó sẽ cắt theo cái biên dạng trụ này không vậy? Đó. Rồi. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn option thứ hai, equal spacing, nó sẽ chia đều trên cung 360 độ và 4 lỗ. Nha. Rồi, sau khi xong rồi chúng ta nhấn nhấn OK. Ok thì nó có kết quả là các lỗ nhân bản. Rồi, còn một lỗ cuối cùng là lỗ phi 12. Phi 12 ở đây. À, thì nó được tạo trên mặt phẳng này. New sketch. Sketch của chúng ta sẽ là một đường tròn. Đường kính phi 12. Phi 12. Và mình lấy nhau kích thước. À, kích thước phương này là 60. À, kích thước phương này là 60 đúng không ạ? Rồi. À, chúng ta sẽ vào thẻ Future, chọn ít chút cắt và cắt through one luôn. Đó. Vừa rồi chúng ta đã xây dựng xong cái mô hình này. Bây giờ thì gắn cho nó cái vật liệu và kiểm tra khối lượng nhé. Rồi, cast alloy steel. Cast alloy steel. À, kiểm tra khối lượng.
Thì để kiểm tra khối lượng chúng ta vào thẻ evaluate và map property. Và khối lượng của chúng ta nằm ở phần map 148.42.01 148.42.01. Thì kết quả của chúng ta chính xác rồi. Chính xác rồi. Đó. Thì đối với lệnh revolve này á, mình quay trở lại cái hồi cơ sở nhé. Thứ lệnh revolve này, quan trọng nhất là các bạn phải xác định được cái mặt phẳng mà các bạn chọn để vẽ phác thảo nhé. Vẽ phác thảo thì cái bề mặt này nó sẽ chứa cái bề mặt phần cắt của các bạn này cùng với trục xoay nhé. Ok. Rồi, có một cách để xây dựng khối cơ sở nữa mà các bạn cũng có thể tham khảo nhanh nhé. Tham khảo nhanh. Các bạn có thể tạo new sketch. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh extrudeBot. Nếu các bạn nào không quen sử dụng lệnh revolve trong trường hợp này thì chúng ta sử dụng extrudeBot cũng được. Thì các bạn sẽ tạo mặt phẳng, tạo sketch trên mặt phẳng front. Chúng ta sẽ vẽ ra cái đường tròn đường kính phi 300 đúng không ạ? Phi 300. Và các bạn extrude nó lên. Extrude lên. Đây, extrude lên 30. Rồi, đó, tiếp tục từ mặt phía sau mình tạo new sketch. Thì tại sao lựa chọn mặt phía sau? Thì kích thước của chúng ta này nó đang sử dụng mặt phía sau của khối làm tham chiếu như vậy. Các bạn muốn đủ suất lên 38 đến 40 để lấy từ khối phía sau cả. Nên mình sẽ chọn nó mặt phía sau, mình tạo new sketch. Sau đó thì mình tạo một đường tròn đường kính là phi